Ok, chúng ta phải ăn sáng thật là no nê, sau đó là tất cả công việc thì nó mới trôi chảy được. Cái bụng nó phải ấm đã, sau đó là tất cả mọi việc thì sẽ thuận theo tự nhiên, đúng không các bạn? Và ngày hôm nay thì Tiêu vừa nhận được cuộc điện thoại, đó là một bạn ở Thanh Hóa, bạn ấy gọi ra, bạn Đạt thì đăng ký khóa học nhưng mà bạn ấy chưa biết địa chỉ lớp. Và lát nữa đợi Tiêu ăn sáng xong thì gửi địa chỉ lớp, và ngay lập tức thì Tiêu sẽ lên đường để cùng khởi hành đến những cái địa điểm có cây tre để tìm hiểu và phân tích cho các bạn được biết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hello. Đang dắt cái tên bị què tay đi sân chơi. Đấy. Bấm vô. Đây là nhiếp ảnh gia đang cầm đồ sau đây. Đi nhanh lên em. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang theo dõi clip dạy vẽ tranh 3D online của Tiêu Oi Painting. Và ngày hôm nay thì ba anh em Tiêu đang có mặt tại Bãi Bồi, thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ngay sau đây thì Tiêu sẽ cùng tiến về phía cây tre kia để có thể tìm hiểu về hình dáng, đặc điểm màu lá cũng như là cấu tạo của gốc cây tre như thế nào, để các bạn có những kiến thức sơ đẳng nhất về cây tre và có những cái tình cảm thực với cây tre để các bạn có thể áp dụng vào tranh 3D của mình được sâu sắc hơn. Hãy cùng anh em Tiêu trải nghiệm hết bài học ngày hôm nay nhé. Rồi. Ngay bây giờ thì Tiêu sẽ cùng ra đó và lấy một cái lá tre, một chùm tre, đem về đây và phân tích cho các bạn cùng xem. Tại vì cây tre nó khá là cao nên là quay nó hơi khó, nên là mình sẽ ra bẻ một cành tre vào đây. Hello. Ok. Đây, sẽ lấy nét vào đây. Rồi, Đại Phúc ra đây cầm hộ anh nè, giúp anh tí nào. Như nào? Cầm đây, cầm giữ đây thôi, để cho máy quay nó nhìn thấy ghi lại. Ok chưa? Đây, các bạn thân mến, đây là một loại tre nhá, ở khu vực miền Bắc nó rất là nhiều. Thì tre này dạng thuộc loại là tre lá xanh, có rất là nhiều loại như là lá tre mai, tre vàng. Và khu vực tập trung ở miền Bắc thì khá là nhiều. Còn lại những cái loại tre trong miền Trung, miền Nam thì nó là những dòng khác. Và thông thường thì nó hiếm hơn. Thông thường thì cấu trúc lá tre này, mình sẽ bóc tách một phần cho các bạn quan sát nhé. Đây là phần thân tre. Đấy.
thân của cành nhỏ. Nào bình tĩnh nào. Thấy chưa? Lá tre nó giống hình lá của cây lúa. Tức là đầu nó mỏng như thế này. Em cầm anh cái này. Đầu nó mỏng như thế này. Đây. Toàn bộ đầu lá nó sẽ có một cái búp nhỏ. Nhỏ như thế này. Lá phần bên trên này nó sẽ thường là 3 độ. Thứ nhất là độ đậm bên dưới, khu vực bên dưới này. Độ trung gian tức là độ màu xanh cốm đấy thì nó tập trung ở khu vực giữa. Và xanh non nhất nó tập trung ở khu vực đỉnh ngọn này là độ sáng nhất. Sáng này, trung gian này và tối ở khu vực dưới này. Tối hay còn gọi là đậm đúng không? Rất là thông minh luôn. Ừ đấy, lấy một cái cành nhỏ ở đây. Ở phía dưới gốc. Ngồi xuống. Cẩn thận nha. Lắc có vẻ mạnh mà. Sao tay à? Thế thôi để anh mẹ nhé. Quay lại. Các bạn thân mến, đây là khu vực gốc tre. Và cái cành này thì nó nhìn rất là rõ phần gốc tre già ở đây. Thì cái gốc tre này thì vì người ta có chặt một ít rồi nên là nó nhìn không rõ được phần cả gốc tre. Thế nên là mình sẽ nhìn thấy cấu trúc của gốc tre như này. Đây là những gốc tre già nhé. Đây là phần gốc tre già. Thì gốc tre già nó rất là chắc. Đấy, nó rất là chắc như này. Và càng lên cao thì những cây tre non, tre già thì nó có màu sữa đúng không? Trắng sữa bạc và màu đen này, đen nhám như này. Còn càng lên cao thì cây nó mới, thân nó mới. Do vậy là cây nó mới, thân nó mới nên là nó sẽ xanh hơn, đúng không? Màu nó xanh hơn. Và đan xen những gốc tre to này thì nó luôn luôn có những phần của gốc nhỏ và cành nhỏ nó đan xen mọc như này. Về cơ bản thì chúng ta không cần quá là diễn tả kỹ từng cái phần tiểu tiết nhỏ trong tranh đâu. Tuy nhiên là chúng ta hiểu về cấu trúc cũng như là cách bố trí nhánh, bố trí cành của cây tre thì các bạn sẽ làm nó đẹp hơn và chúng ta sẽ tiến cao hơn, đó là phần trên ngọn. Tiếp tục là các bạn quan sát về cách bố trí lùm tre, tán tre. Thì tre thông thường là cái phần tán dưới gốc nó sẽ nhỏ đúng không? Phần gốc này bắt đầu xuất phát lên, nó có dạng hình chữ V. Tức là càng lên cao thì nó sẽ càng mở ra. Và tất cả các hướng nó đều đi tỏa sang bốn phía. Một số cái ngọn tre, do cái gốc tre nó cao hẳn lên như kia cả. Đấy, thì nó sẽ lên cao hết cỡ và cành nó mềm ra thì nó sẽ có xu hướng là rủ xuống và mọc lá non ra, rồi ra. Và tất cả các chùm bên dưới thì ta sẽ phân theo từng chùm một theo độ đậm nhạt. Tức là phần lá non nó bên trên. Lá non ở đây là do ánh sáng. Thứ nhất là do ánh sáng nó chiếu vào. Càng lên cây trên cao thì ánh sáng nó nhận được nhiều hơn. Do vậy là màu lá nó sáng. Thứ hai đó là do lá, phần lá nó mới mọc thì nó có màu xanh cốm, xanh non. Thì các bạn lưu ý một chút điểm này nhé. Còn tất cả các hệ thống lá bên dưới này thì nó sẽ có độ tối hơn. Nên là ta sử dụng màu xanh cây cộng với một chút xanh da trời thì nó ra được cái phần xanh bên dưới này.
mến, hoàng hôn xuống rồi và trời cũng tối rồi. Tiêu phải trở về để chuẩn bị giai đoạn thứ hai, đó là biên soạn những video và hướng dẫn các bạn kỹ thuật vẽ cây tre. Như vậy là một ngày của chúng ta trôi qua rất là nhanh, và Tiêu thực sự là hôm nay trải nghiệm được rất là nhiều điều mới mẻ khi mà được tiếp xúc và được sờ cũng như là được trải nghiệm thực tế về cây tre. Tôi hy vọng là tất cả những video này sẽ là tài liệu rất là quan trọng và cần thiết đối với tất cả các bạn đã biết vẽ hoặc là chưa biết vẽ. Chúng ta sẽ có những cái nguồn tài liệu vô cùng quan trọng để mình làm hành trang bước vào môn vẽ tranh 3D này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.